Xin chào, chào mừng các bạn đến với vòng xoay khủng long. Wow. Và rồi khủng long đi ra nó từ sự xuất hiện. Wow. Và rồi khủng long T-Rex cũng xuất hiện đây nè các bạn ơi. Và hai con đang lắm le nhau. Hai con cắn nhau rồi kìa các bạn. Wow, rất là ghê. Cắn qua cắn lại, con Giga tấn công, rồi con T-Rex tấn công một cú và con Giga nó nằm bẹp luôn rồi các bạn ơi. Rồi, let's go, T-Rex đã chiến thắng và bây giờ T-Rex sẽ cùng chúng ta xoay vòng quay khủng long nha. Và ô đầu tiên chính là ta-da, chính là một cái ô màu xanh đây. Con gì đây nè các bạn ơi? Một con gì đó, chính là con gì có cái cổ dài mày ta. Wow, có vẻ như nó không có chân thì phải, chắc là một con khủng long bay à? Hay là một con khủng long ở dưới nước vậy ta kìa? Ô thì ra đó chính là cái con khủng long Elasmosaurus. Wow, Elasmosaurus này có những cái vây bơi rất là to đây nè. Đây, cái đuôi thì ngắn mà cái cổ thì dài. Quá là tuyệt vời luôn kìa các bạn ơi. Và rồi đây đang bơi đây rồi các bạn ơi. Đó chính là một bầy khủng long Elasmosaurus đang bơi tung tăng ở dưới nước đây. Wow, rồi bây giờ tiếp tục nha. Vòng quay của chúng ta bây giờ sẽ là ô nào? Cái ô màu xanh nước biển. Rồi, chúng ta cùng nhau xem đây nào. Ok, và xuất hiện đây nào các bạn ơi. Đây thì là một chú khủng long Cacharodontosaurus với màu sắc rất là đẹp luôn. Wow. Với những cái sừng mọc từ đầu tới đuôi luôn và cái miệng rất là to của nó kìa các bạn. Ha ha. Đôi mắt màu đen và cái miệng rất to đây nè. Đấy, rất là tuyệt vời. Ok. Và đang chạy đi đây rồi. Và đang bước ra đây nè các bạn ơi. Wow. Và chúng ta đang gặp một bầy khủng long Cacharodontosaurus đây nè. Ok, và bây giờ tiếp tục nha. Coi nào, bây giờ là màu gì đây? Là màu vàng các bạn ạ. Đây, ô vàng kia kìa. Ô vàng đã cháy lửa lên rồi. Đây, và sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Và đang chui ra đây một con khủng long, cái lưng có những cái gai vậy. Wow, thì ra đó chính là một chú khủng long Stegosaurus đây nè. Những cái gai đuôi rất là dài ha. Đấy. Và có những cái vảy lấp lánh trên lưng của nó cái kia. Ok. Có bốn cái chân ha, bước đi trên mặt đất rất đẹp. Cái người của nó có bộ da sần sùi ha các bạn ơi. Rồi, đang chạy đi đây. Và rồi, Stegosaurus sẽ chạy đi. Và các bạn ơi, một bầy khủng long Stegosaurus bước ra từ trong cánh cửa công viên khủng long của chúng ta. Wow, phóng lên rồi nè. Và bây giờ tiếp theo, một cái ô hồng đã được mở ra đây. Coi nào. Này sẽ có con khủng long gì đây nào các bạn ơi. Và đây.
một con khủng long xuất hiện. Thì ra cái tướng người nhỏ nhỏ này đó chính là một cái con khủng long Velociraptor rồi. Wow, rất là đẹp luôn, một con Velociraptor màu xám này các bạn ơi. Rất là đẹp luôn, có hai cái đường vằn màu xanh hai bên mắt của nó kìa. Đây đây đây. Đây là con Velociraptor có tên là Blue đó các bạn, một con Velociraptor rất nổi tiếng, hay đóng phim. Cái phần thế giới khủng long 1, 2, 3 là các bạn coi sẽ thấy con Velociraptor này không. Rồi ok, bây giờ đây cánh cửa khủng long mở ra mà đó là một bầy Velociraptor chạy lon ton ra đây nè. Wow, rất là tuyệt vời. Và bây giờ đây hai màu nữa và chúng ta cùng xem nha. Là Okam. Rồi và chúng ta sẽ cùng xem nha, Okam này sẽ có con gì đây. Và sẽ xuất hiện đây nè các bạn ơi. Đầu tiên đó chính là một cái con khủng long gì xuất hiện trong Okam. Ui và đây nó đang thò ra đây rồi đây nè các bạn ơi. Wow, đó là một cái con Giganotosaurus màu nâu. Đấy, cái đuôi của nó dài chưa? Đây là một con Giganotosaurus rất hung dữ nha các bạn. Wow, cái miệng của nó kìa. Đấy, có rất nhiều răng sắc nhọn luôn. Có đôi bàn chân đen, đây là con Giga chân đen nè. Và những cái răng rất trắng nha các bạn. Đây là cái phần sừng gai, cái phần vảy trên lưng của nó rất là nhô, rất cao luôn. Ok. Rồi và bây giờ đây, từ trong cánh cửa công viên khủng long đó chính là hai con Giganotosaurus siêu to luôn. Wow, gầm lên kìa. Ok, và bây giờ cuối cùng ô màu hồng này, và mở ra xem nha các bạn ơi. Rồi, và chúng ta cùng nhau xem nha. Đây, một con khủng long Abatosaurus siêu to và rất là đáng yêu nè các bạn. Đây là con khủng long có một cái thân hình to khổng lồ nhưng mà rất hiền lành. Đấy, đôi bàn chân, hai cái đôi chân rất to của nó kìa các bạn ơi. Wow. Đây, gương mặt rất hiền lành, đáng yêu, có rất nhiều bạn nhỏ yêu mến chú khủng long này luôn đó. Wow, và đây, cánh cửa mở ra cái chúng ta đang được nhìn thấy gương mặt của con khủng long Abatosaurus này các bạn. Đấy, đang từ từ bước ra đây nè. Rất là tuyệt vời kìa các bạn ơi. Đó chính là một con khủng long Abatosaurus siêu to luôn đấy nè. Đang từ từ chậm rãi bước đi. Ok, và các bạn ơi, chúng ta đang để đến đây rồi. Ở đây có rất nhiều khủng long tuyệt vời. Mà không biết tại sao ngày hôm nay ở đây lại có nhiều khủng long như vậy nữa. Con Bachycephalosaurus đây các bạn. Wow. Và rồi chúng ta hãy gặp một chú khủng long rất ngon nghênh, đó chính là Rhyosaurus. Và hôm nay chú khủng long đến đây chơi cùng với mọi người đó. Rất là đẹp đúng không các bạn ơi. Một con Canotaurus đây nè.
Rồi, và đây mình sẽ mở cánh cửa của công viên khủng long Jurassic Park để thả những chú khủng long Carnotaurus ra nha các bạn. Ôi, có con màu trắng siêu đẹp. Rồi, bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ có gì đây? Một con Sinoceratops nha. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có con khủng long Mayasaurus ha. Con này thì nó có hai cái tay đằng trước để nó chống tay bước đi, rất là hay đó các bạn. Ồ, đây thì là chú khủng long Dilophosaurus màu mè màu sắc. Tiếp theo một con khủng long cũng rất màu sắc đây thì nó chính là cái con Dimetrodon này các bạn ơi. Khủng long Dimetrodon cái màu hồng hồng rất là chói lọi ha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ gặp một con khủng long đó chính là con Amegasaurus này các bạn. Ôi, và rồi đây cánh cửa công viên khủng long một lần nữa mở ra. Và đây rồi đấy rồi. Một con Amega. Hai con Amega luôn. Wow. Ok, tiếp theo là chú khủng long T-Rex màu xanh nước biển. Rất là đáng yêu. Đây là một con khủng long con rất đẹp đúng không các bạn? Wow, đây thì là một con T-Rex trưởng thành siêu to. Ê, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con Deinonychus này các bạn ơi. Tiếp theo nữa thì là Megalosaurus đây nè. Đây chỉ là cái con Carnotaurus này các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta đang có đó là cái con khủng long màu kiến này nè. Bây giờ đây đang bước ra đây rồi các bạn ơi, đó chính là một bầy khủng long màu kiến đây. Con này rất đẹp luôn ha. Ok, tiếp theo nha, chúng ta sẽ có đó là một chú khủng long Elasmosaurus cổ dài. Và đây thì đó là một con khủng long Dimetrodon. Wow, tiếp theo thì chúng ta sẽ có đây con Indominus Rex siêu hung dữ, người toàn là gai đấy các bạn nè. Và từ từ đang bước ra đây rồi các bạn ơi. Đó một con Indominus Rex siêu to. Wow, nó bắt đầu đi săn mồi. Còn đây bây giờ thì chúng ta sẽ thấy đó là con khủng long săn mồi khác. Thì đây là cái con khủng long T-Rex này các bạn. Vừa rồi là con Carnotaurus. Đấy, bây giờ thì là cái con T-Rex màu xanh nước biển. Ok, tiếp theo là Herasaurus đây. Wow, con Indominus Rex. Rồi bây giờ đến con khủng long này là một con Spinosaurus này các bạn ơi. Đó, con Spinosaurus này có cái vây rất đẹp nha. Màu sắc này kia. Rồi đây thì là cái con Trung Kingosaurus đây nè. Wow, bây giờ đây đang dần dần bước ra thì chúng ta đang có một bầy Trung Kingosaurus rất đẹp, những con khủng long với những cái gai rất dài trên lưng kìa các bạn ơi.
Wow. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có đó chính là cái con Giganotosaurus nha. Đấy, tiếp rồi đây thì là một con khủng long T-Rex màu xanh lá cây. Yeah, 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 ha ha. Này có cái bộ da siêu đẹp luôn kìa các bạn kìa. Và một con Indominus đang nằm gầm gừ tại đây. Wow, đây chính là con Indominus khác to nhất của mình luôn đó các bạn ơi. Đấy, 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 gầm gừ kia. Wow, và đây rồi thì có một con Apatosaurus. Đấy, thì là cái con Nigerosaurus này các bạn nè. Và rồi khi cánh cửa được mở ra, chúng ta được thấy những con khủng long ngộ nghĩnh này. Đó chính là những con Nigerosaurus trông rất là mắc cười. Ha ha. Trời ơi, cái đầu của nó các bạn nhìn ngắn ngắn, hay hay chứ. Đấy, cái con khác chạy ra sau kìa. Wow, rất đẹp luôn. Rồi, tiếp theo nha, chúng ta sẽ có khủng long Trung King Osiris. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Rồi, con T-Rex đây nè, đây chính là chú khủng long T-Rex màu đỏ rực lửa. Và có một cái con khủng long đầu to to đáng yêu đây thì chính là cái con Indominus Rex đây nè các bạn ơi. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có nhá, đó chính là cái con khủng long T-Rex. Không, nhìn tưởng giống T-Rex nhưng đây chính là Giganotosaurus đầu đen. Ôi, kìa các bạn ơi, đang lắc người kìa. Tiếp theo là Deinonychus đây với một cái màu xanh lá cây. Rồi thì chúng ta sẽ có con T-Rex mà Cthulhu. Còn bây giờ là cái con khủng long này, đó chính là một con Triceratops màu đỏ. Và đây con T-Rex với cái bộ da rất là nhiều gai sắc nhọn của nó nè. Rồi bây giờ là con Spinosaurus đầu đen đây nè. Ok, và các bạn ơi, ở đây thì chúng ta sẽ có đây con T-Rex khổng lồ màu nâu. Đấy, cái miệng siêu to luôn kìa. Và cái miệng đây là một con khủng long Giganotosaurus đây nè. Và đây chúng ta đã được thấy. Wow, bước ra rồi các bạn ơi, hai con Giganotosaurus siêu to luôn cái kia. Ok, và bây giờ tiếp theo nha, chúng ta sẽ thấy một con Mosasaurus với cái miệng tam giác rất là to. Và tiếp theo đây là Ankylosaurus nha các bạn. Rồi con khủng long này là một con đầu búa. Chú khủng long đầu búa Stinky Moloch của chúng ta có những cái gai xung quanh đầu. Đây là Therizinosaurus với những cái móng vuốt rất kinh khủng, những móng vuốt siêu dài. Thì các bạn ơi, những cái móng vuốt này nó sẽ dùng để chiến đấu đó các bạn. Ok, và đây
đang bước ra đó là một con Kyoryu đang rất giận dữ kìa. Wow, nó đang hiên ngang bước đi ha. Ok, và bây giờ nha thì đó chính là một cái con khủng long trung kiên hồ sầu rớt của chúng ta. Và bây giờ đây, con trung kiên hồ sầu rớt này đang đứng trước mặt các bạn với một cái màu sắc hoa lá hẹ rất đẹp trên người của nó kìa các bạn ơi. Ok, và đây là con Stego sầu rớt nha các bạn. Một con Stego sầu rớt với những cái vây lưng lấp lánh tuyệt đẹp luôn nè các bạn ơi. Đó, một xanh lá cây rất đẹp. Rồi, và bây giờ thì đó là một con Giganotosaurus màu nâu đây. Đây chính là chú Giganotosaurus chân đen của mình đấy. Và rồi chúng ta đang có một cái con khủng long Ankylosaurus đầu đàn. Nó rất to đúng không các bạn? Đấy, cái bộ giáp gai lưng siêu to như thế này. Ok, và bây giờ là một con cá mập thời tiền sử trong cái bộ da cũ kỹ của nó kìa các bạn ơi. Wow. Và đây là thì là một con kính công đang giận dữ, và con này có cái bộ lông bay rất dài luôn. Ô và rồi chúng ta còn hai chú khủng long này nữa thôi, và có lẽ là video của chúng ta đây là hết rồi các bạn ơi. Thật là buồn khi bị chào tạm biệt các bạn tại đây rồi. Mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video vòng xoay khủng long tiếp theo nha. Rồi, mình với chú khủng long trung kiên ngơ sau rớt này chào tạm biệt các bạn. Bye bye.